sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chờ vàng hôn lên làn tóc, và một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Ôi ơi, không lẽ nơi này là nơi hạnh phúc của bông sao ta? Ủa gì kỳ vậy? Đám cưới đó lẽ phải có gia đình, bạn bè rồi rình rang chứ. Ủa sao làm cách bí mật vậy? Nhà không ai hay luôn á. Chỉ như người ta muốn bí mật làm cái hạnh phúc riêng vậy đó mà. Xin tối trời cao thành vương miền xa, thay lễ đăng quang kết thành lâu đài. Út, Út đừng có hát nữa. Sao giọng này? Hát ngọt ngào của Út sẽ làm tan nát tim Dũng. Ôi, sao mà Dũng lại nói những cái điều mà Út thích nghe đến như vậy? Út, anh Dũng, bé Bông. Sao tự nhiên kêu bé là bé Bông vậy? Vì bé tên Bông mà. Bé không thích người ta kêu bé là bé Bông. Vậy bé thích kêu tên gì? Kêu bé là tiếng Anh đi. Tiếng Anh là kêu tên gì ta? Flower. Flower. Anh Dũng. Flower. Anh Dũng. Không ai cho anh kêu tiếng mẹ đẻ được không? Thôi sao cũng được nè. Bình Bông. Anh Dũng. I love you. Me too. Không. Hả? Không chịu hả? Không. Sao vậy? Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao chứ? Sao vậy Dũng ơi? Tại sao? Tại sao mình không công khai tình cảm của chúng ta? Mình không cho gia đình biết, không cho cả thế giới này biết là tình yêu chân thật của chúng ta chứ? Bông không thích công khai. Tại sao? Công khai là người ta biết Dũng lái máy bay đó. Máy bay thì sao? Dũng đẹp trai, Dũng bản lĩnh như vậy, tại sao không đến được với nhau? Trời ơi, Dũng ơi, Dũng tức là soái ca của Bông rồi, Bông thích quá. Thì đó là xối ca của Bông mà, tại sao không đến được với nhau? Không công khai một cách minh bạch chứ. Mình không cần công khai đâu, mình chỉ cần sống với nhau trong một cái căn nhà như thế này. Đây là nơi minh chứng cho tình yêu của đôi ta. Đây là nơi bí mật. Đây là căn nhà tình yêu bí mật. Sẽ không có ai được phép xâm phạm vào đây được hết. Đúng rồi. Đúng rồi. Lãng mạn thì sợ luôn á. Ui quá. Ui. Mũi. Đã kêu ấy trước mũi mà cô không chịu xúc mũi cho đi mũi cắn. Thầy ngu ngủ hay sao á mọi người? Bé Bông. Anh Dũng. Có người đột nhập. Ai đó? Kích hoạt hệ thống chích điện. Kết quả cái gì vậy? Làm bẫy đó. Bẫy đi lần trước đó. Chết. Hết chưa? Cẩn thận. Biết từ từ thôi. Qua đây con. Ôi, con nể Út luôn.